Những thiệt hại mà đại dịch Covid-19 gây ra cho các doanh nghiệp là không thể phủ nhận, nhưng nó cũng giúp họ ý thức hơn về việc thay đổi, cải tiến bản thân mình, đồng thời khiến họ quyết tâm hơn với những dự định trong năm mới. Có rất nhiều kế hoạch mới mẻ, tốt đẹp mà các doanh nghiệp Việt Nam dự định thực hiện trong năm 2022 này, mà nổi bật trong số đó là những kế hoạch tung ra các sản phẩm thân thiện hơn, bảo vệ môi trường sống của chúng ta tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một loại sản phẩm nằm trong xu hướng đó, được chúng ta sử dụng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày và thật sự rất cần những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, đó chính là những chiếc túi ni lông. Túi nhựa hay túi ni lông là một trong những sản phẩm phụ mà người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất trong hoạt động hàng ngày. Với các tính chất như rẻ, bền, các túi ni lông đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các hoạt động mua bán thường ngày. Dù vậy, cái giá cho sự tiện lợi rẻ tiền của các túi ni lông chính là môi trường mà chúng ta đang sống sẽ bị hủy hoại, bởi túi ni lông cần đến vài trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn ở môi trường tự nhiên. Vẫn biết rằng đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu, nhưng mọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi ni lông chỉ mới được bắt đầu triển khai bằng các giải pháp tuyên truyền, vận động, hạn chế. Thực tế, trong những năm gần đây, các phong trào sống xanh, tuyên truyền lối sống bảo vệ môi trường đã được chú ý nhiều hơn, người tiêu dùng dần ý thức nhiều hơn, đánh giá hành vi tiêu dùng của mình và bắt đầu quan tâm đến các túi sinh học nhiều hơn. Hiện nay tại Việt Nam, có không ít doanh nghiệp đã quyết tâm theo đuổi những sản phẩm túi sinh học thân thiện với môi trường. Một trong số đó phải kể đến công ty bao bì Phương Lan. Chị Phan Thị Thúy Phượng, giám đốc công ty, suốt mấy năm qua đã lặn lội khắp các hàng thịt, hàng cá, hàng rau củ quả, tạp hóa để tuyên truyền thuyết phục các tiểu thương chuyển sang sử dụng túi ni lông sinh học tự hủy của chị. Cả trăm ngôi chợ tại thành phố Hồ Chí Minh đã in dấu chân chị. Trải qua bao khó khăn, đến nay các loại túi ni lông tự hủy của chị đã thuyết phục được các siêu thị lớn và hàng ngàn ngôi chợ, cửa hàng ở khắp miền Nam và miền Trung. Đó không chỉ là niềm vui của riêng chị mà còn là động lực to lớn cho những cộng sự của chị, những người quyết tâm đồng hành cùng chị với khát vọng thay đổi thói quen của thị trường, bảo vệ hành tinh của chúng ta. Hiện nay thì một tháng bên công ty Tổng Ngọc Hai sản xuất được khoảng từ 120 đến 150 tấn một tháng. Bình quân một năm thì khoảng cỡ hơn 1.500 tấn. Hiện nay thì xu hướng tiêu dùng xanh đang là một cái xu hướng phát triển rất là tốt. Trong tương lai thì chắc là nếu mà tình hình phát triển kinh doanh ổn thì tất nhiên là công ty mình cũng sẽ mở rộng, đồng thời là phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, có thể là xuất qua một số thị trường khó tính hơn hoặc là như Canada.